Đây, mấy cái bát bình dầu cũng có máy dầu EVV nữa không? Hay là bát thùng dầu nha. Bát thùng dầu. Cái này là cái bát nó nằm trong kép nước nè. Bát thùng dầu là cái nước. Còn cái bát là bát nằm ngoài nè, một lõi là có đầu đèn, một lõi không đầu đèn, không phù hợp nha. Cái này là dành cho có đèn nè, cái này là không có đầu đèn nè. Đó. Đầu đèn gắn vừa thôi, gắn cái dựng vừa chân, quan trọng cái này nó fix sẵn rồi con luôn. Hai cái bát, bát này bát ở ngoài. Còn bát là bát trong kép nước nè. Bát nằm trong kép nước. Đó. Là bát thùng dầu thùng dầu GV con người quen 125 125 trong 45 45 cho 65 đầy đủ. Đây là gấp nước là có đầu đèn nha, gắn đầu đèn đây, còn đây là không có đầu đèn nè, đẹp không? Đây là nguyên bộ nó mà con gấp xài thôi. Đây con nguyên bộ đó là đế, gọi là bát thùng dầu, bát để bỏ thùng dầu lên á. Hai bát, bát trong bát ngoài, bát này nằm ở trong chỗ kép nước, như kép nước là làm vậy ha, là bát nằm đây nè, nó bát nằm vậy nè, đó. Ôm như vậy nè, đó là bát thùng dầu đó, nó thấy không? Vậy đó, bát thùng dầu. Tùy theo loại con mua phù hợp nha. Là bát thùng dầu nằm trong kép nước, còn bát thùng dầu nằm ngoài đầu đèn. Một lõi có đầu đèn, một lõi không đầu đèn nha. Cỡ giống nhau thôi, khác có cái là không có đèn chứ có đèn thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.